Thi Thiên 32. Phước cho người nào được tha sự vi phạm mình, được khỏa lấp tội lỗi mình. Phước cho người nào Đức Giê-hô-va không kể là gian ác, và trong lòng không có điều dối trá. Khi con nín lặng, các xương cốt con hao mòn, và con rên xiết trọn ngày. Vì ngày và đêm tay Chúa đè nặng trên con, sức con tiêu hao như bởi cơn hạn mùa hè. Con đã thú tội cùng Chúa, không giấu gian ác con. Con nói, con sẽ xưng các sự vi phạm con với Đức Giê-hô-va, và Chúa tha tội cho con. Vì thế, mọi người tin kính đều cầu nguyện cùng Chúa trong thì giờ có cần. Chắc chắn khi có nước lục tràn tới thì sẽ không lan đến họ. Chúa là nơi trú ẩn của con, Chúa bảo vệ con khỏi cơn gian truân. Chúa lấy bài ca giải cứu mà bao phủ con. Ta sẽ dạy dỗ con, chỉ cho con nẻo đường phải đi, mắt ta sẽ dõi theo và khuyên dạy con. Đừng như con ngựa và con la là vật vô tri, phải dùng hàm khớp và dây cương mới giữ chúng được. Nếu không, chúng chẳng chịu đến gần con. Kẻ ác có nhiều nỗi đau đớn, nhưng người nào tin cậy Đức Giê-hô-va thì sự nhân từ bao phủ người ấy. Hỡi người công chính, hãy vui vẻ và mừng rỡ nơi Đức Giê-hô-va. Hỡi những ai có lòng ngay thẳng, hãy reo mừng. 1 Tê-sa-lô-ni-ca đoạn 4. Cuối cùng, thưa anh em, trong Chúa là Đức Chúa Giê-xu, chúng tôi nài xin và khuyến dục anh em rằng anh em đã học nơi chúng tôi phải sống thế nào cho vui lòng Đức Chúa Trời. Và anh em đang sống như thế thì hãy tiếp tục sống càng ngày càng tốt hơn. Vì anh em biết những giáo huấn nào mà chúng tôi đã nhân danh Chúa là Đức Chúa Giê-xu truyền cho anh em. Vì ý muốn của Đức Chúa Trời là anh em phải được thánh hóa, tức là phải lánh xa sự gian dâm. Mọi người phải biết gìn giữ thân thể mình cho thánh sạch và tôn trọng. Đừng sa vào tình dục phóng đãng như người ngoại, là những kẻ không nhận biết Đức Chúa Trời. Trong vấn đề này, chớ có ai vi phạm hay lợi dụng anh em mình, vì Chúa là đấng trừng phạt tất cả những điều đó, như chúng tôi đã nói trước và khuyến cáo anh em rồi. Vì Đức Chúa Trời không gọi chúng ta đến sự ô uế đâu, nhưng đến sự thánh hóa. Cho nên, ai từ chối điều chúng tôi nói thì không phải là từ chối con người đâu, nhưng là từ chối Đức Chúa Trời, đấng đã ban Đức Thánh Linh của Ngài cho anh em. Về tình huynh đệ thì chẳng cần ai viết cho anh em, vì chính anh em đã được Đức Chúa Trời dạy phải yêu thương nhau. Thật sự, anh em cũng đang làm như vậy với tất cả anh em khắp miền Macedonia. Nhưng thưa anh em, chúng tôi khuyên anh em càng yêu thương hơn nữa. Hãy tập sống trầm lặng, chăm lo công việc riêng của mình và lao động bằng chính tay mình, như chúng tôi đã dặn bảo anh em. Như vậy, nếp sống anh em được người ngoại cảm phục, và anh em không lệ thuộc vào ai cả. Thưa anh em, chúng tôi không muốn anh em không biết về những người đã ngủ, để anh em không đau buồn như người khác không có hy vọng. Vì nếu chúng ta tin Đức Chúa Giê-xu đã chết và sống lại, thì cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ đem những người ngủ trong Đức Chúa Giê-xu đến với Ngài. Đây là điều chúng tôi nhờ lời Chúa mà nói với anh em. Chúng ta là những người đang sống mà còn ở lại cho đến ngày Chúa quang lâm, thì sẽ không đi trước những người đã ngủ. Vì khi có hiệu lệnh ban ra với tiếng gọi của thiên sứ trưởng cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính Chúa từ trên trời sẽ giáng lâm. Bây giờ những người chết trong đấng Christ sẽ sống lại trước tiên. Kế đến, chúng ta là người đang sống mà còn ở lại sẽ cùng được cất lên với những người ấy trong đám mây để gặp Chúa tại không trung, và chúng ta sẽ ở với Chúa mãi mãi. Vậy anh em hãy dùng những lời này mà an ủi nhau. Ê-sai đoạn 17. Lời tiên tri về Đa-mách. Này, Đa-mách sẽ không còn là một thành nữa, mà sẽ trở nên một đống đổ nát. Các thành của A-rô-a bị bỏ hoang,
và sẽ làm chỗ cho bầy chiên nằm nghỉ, chẳng ai làm chúng kinh hãi. Đồng lũy sẽ biến mất khỏi Ephraim, vương quốc của Đa-mách cũng không còn. Số người còn sót lại của Aram cũng sẽ giống như vinh quang của dân Israel. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Trong ngày đó, vinh quang của Gia-cốp sẽ giảm đi, thân xác béo mập sẽ trở nên gầy ốm. Điều ấy sẽ xảy ra như khi con gặt túm các ngọn lúa, rồi dùng cánh tay cắt bông lúa, và như khi người ta mót lúa trong thung lũng Rephaim, thì sẽ còn sót lại những bông lúa mót được, như khi người ta rung cây ô liu, còn sót 2-3 trái trên đầu cành rất cao, hoặc 4-5 trái trên những cành sai quả. Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel phán vậy. Trong ngày đó, người ta sẽ hướng về đấng tạo hóa mình, và mắt họ chăm nhìn đấng thánh của Israel. Họ sẽ không còn hướng về các bàn thờ là công việc của tay mình, và không còn nhìn đến các vật bởi ngón tay mình làm ra, dù là các tượng ác tạc tê hay bàn thờ dâng hương. Trong ngày đó, các thành kiên cố của họ sẽ giống như những nơi bị bỏ hoang trong rừng hoặc trên đỉnh núi, là những nơi đã bị bỏ hoang trước mặt con dân Israel. Đó là cảnh hoang tàn. Vì ngươi đã quên Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi ngươi, không nhớ đến vần đá trú ẩn của ngươi, cho nên dù ngươi trồng vườn cây tốt nhất, lại ươm mầm giống nho ngoài quốc, trong ngày ngươi trồng, ngươi thấy nó lớn lên, vào một buổi sáng hạt giống đâm chồi nở hoa, nhưng trong ngày buồn rầu đau đớn thì mùa màng mất hết. Ôi, các dân đông đảo náo động làm sao! Chúng gầm lên như biển cả thét gào, tiếng ồn ào của các dân ầm ầm như tiếng của nhiều dòng thác đổ. Thật, các dân gào lên như nhiều dòng nước đổ ầm ầm. Nhưng khi Chúa quả trách, chúng trốn đi xa, và bị đùa đi như rơm rác trên núi bị gió thổi, như bụi đất gặp cơn gió bão. Vào buổi tối, kìa, có sự kinh hãi, trước lúc bình minh chúng chẳng còn gì. Đó là phần của quân cướp phá, là số phận dành cho bọn cướp bóc chúng ta. Ê-sai đoạn 18. Khốn cho đất đập cánh kêu vù vù, là đất ở bên kia các sông của Cút. Ngươi sai sứ dùng thuyền bằng lao vượt biển, lướt trên mặt nước. Hỡi các sứ giả nhanh nhẹn, hãy đi đến một nước có người cao da bóng, đến một dân mà xa gần ai cũng sợ, một nước hùng cường và hay xâm lược, là đất nước có nhiều sông ngòi chia cắt. Hỡi tất cả cư dân trên thế giới, là những người sống trên mặt đất, vừa khi ngọn cờ dựng trên núi, các ngươi hãy xem, vừa khi kèn thổi lên, các ngươi hãy lắng nghe. Vì Đức Giê-hô-va đã phán với tôi thế này: từ chỗ ta đang ngự, ta sẽ yên lặng nhìn xem như tia nắng lung linh từ ánh mặt trời, như làn sương trong ánh nắng mùa gặt, trước kỳ thu hoạch, khi mùa hoa đã hết và hoa đã thành những chùm nho chín, người ta sẽ dùng liềm cắt những cành non, tỉa bỏ những cành rậm lá. Chúng sẽ cùng bị bỏ lại cho chim săn mồi trên núi và cho thú vật trên đất. Chim săn mồi sẽ ăn chúng trong mùa hạ, tất cả thú vật trên đất sẽ ăn suốt mùa đông. Lúc ấy, dân tộc người cao da bóng, tức là dân mà xa gần ai cũng sợ, một nước hùng cường và hay xâm lược, là đất nước có nhiều sông ngòi chia cắt, chính dân ấy sẽ đem lễ vật dâng lên Đức Giê-hô-va vạn quân tại nơi danh Đức Giê-hô-va vạn quân ngự, là núi Si-ôn.